đứng lên đi, đứng lên trước mặt mọi người, mình có thể ôm nhau một cái thôi cũng được, nhưng mà để thể hiện cái sự trân trọng dành cho nhau. Em thì cũng sẽ cố gắng, mình sẽ thay đổi, sẽ cố gắng mình hoàn thiện những cái thiếu sót của bản thân mình. Cảm ơn các ông. Em trước tiên là muốn chúc mừng hai vợ chồng đã vừa gặp hai vợ chồng là đã thấy là có tin vui rồi. Và chúc cho hai vợ chồng sẽ có thật nhiều sức khỏe cho chặng đường dài sắp tới. Thôi bây giờ trước tiên là xin mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Em chào anh Quốc Thuận và chị Thanh Vân. Em là Nguyễn Thị Lệ Thủy, em đến từ Lâm Đồng và em đang làm giáo viên tại trường ở Biên Hòa, đó là tiểu học Tân Hạnh. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay mới 25-26 tuổi. Thế còn em? Dạ, em chào anh chị. Em xin tự giới thiệu, em là Đinh Vít Quân, quê cũng ở Lâm Đồng cùng với vợ. Em hiện đang là chính trị viên đại đội 4 tiểu đoàn 7 trung đoàn 31 của sư đoàn 309 quân đoàn 4. Em công tác trong bộ đội cũng được 9 năm. Hai bạn có thể chia sẻ với chương trình một chút về cái cơ duyên mà hay khiến hai bạn gặp nhau? Vô tình đi dạo trên Facebook thì hai người vô có nhắn tin qua lại, rồi ảnh là người nhắn tin đầu tiên cho em. Xong rồi em cũng thấy anh này ngộ thì em cũng trả lời lại. Cái thời điểm đó là em chỉ nhắn cho một mình Thủy thôi hay là em rải thính khắp nơi? đúng không? Thật ra thì lúc đó còn rất trẻ, lúc đó hai vợ chồng quen nhau đây cũng 10 năm rồi. Vậy lúc đó là Quân vợ mới 15 à? Không, lúc đó là mới làm quen thôi. Nhưng mà lúc đó là Quân có thấy hình ảnh của vợ mình trên Facebook không? Có. Của. Bây giờ hỏi Thủy nè, khi mà được một chàng trai nhắn tin cho mình như vậy, nhận được một tin nhắn của một chàng trai như vậy, thì mình có tò mò vào Facebook của ảnh tìm hiểu về chàng trai này không? Dạ, cái tuổi 15 á là cái tuổi đẹp nên là rất là nhiều chàng trai nhắn tin. Em chỉ trả lời là em đã vô coi thử mặt mũi người này ra sao, rồi người này như thế nào, tìm hiểu hết xong rồi mới bắt đầu trả lời. Hồi đó còn trẻ, gọi là trâu á, nhìn kẻ trẻ trâu lắm, không có trưởng thành. Sủng nhi đó đúng không ạ? 15 tuổi trên 18 tuổi trẻ trâu á. Nhưng mà ai là người chủ động hẹn hò trước? Dạ, em con trai thì em chủ động hẹn hò trước, chứ là hẹn gặp mặt biết, với lại chỉ là đi dạo hóng mát thôi. Hẹn mà cô ấy chấp nhận cho gặp là liền không hay là phải đợi một thời gian? Hẹn thì 3 ngày sau thì được rồi. 3 ngày sau là được gặp rồi đó. Vậy là cặp đôi thiếu niên, thanh thiếu niên như đồng đó. Gặp đó. Nhau rồi, bây giờ gặp nhau cái ấn tượng đầu tiên của hai bạn về nhau, là như là thế gì? Nào thì lúc đó vừa còn nhỏ, ba đâu có cho đi chơi đâu, thì đi lén. Lúc đó bạn mặc cái bộ đồ ngủ chứ không phải một đồ đi chơi bình thường, mặc bộ đồ ngủ lén chạy ra ngoài nhà thôi. Thì lúc đầu gặp thì thấy cũng dễ thương thì làm quen. Thì ấn tượng của Quân về cô bé này trong lần đầu gặp mặt là gì? Dễ thương mà anh, mà lại nói dễ thương á. Thế là còn cái gì thu hút đâu? Gặp được có một xíu là đòi về rồi nên cũng... Còn Thủy thì sao? Thủy có sợ không? Dạ không, lúc đó em cũng hơi sợ. Tại vì gặp một người mà chưa biết gì thì cũng sợ. Thì em cũng định là thôi ra coi thử ảnh người ra sao, mặt mũi như thế nào, rồi diện mạo như thế nào để mình để mình suy nghĩ thêm. Sau khi quen nửa năm á, thì ảnh có đi học ở ngoài Bắc. Hai vợ chồng là có là cắt đứt liên lạc khoảng cũng mấy tháng, cũng gần cả nửa năm nữa. Thì giai đoạn đó em cũng nghĩ là chắc là ông này ông đi học ngoài Bắc rồi, nên là hết quen rồi, hết duyên tới nơi rồi. Mình thì cũng lúc này cũng có nhiều ánh sáng nên thành ra mình cũng bắt đầu không suy nghĩ tới nữa. Nhưng mà tại ảnh lẹ quá, ảnh nhờ anh chị gì đó, bạn bè gì đó ngoại giao xin được số lại điện thoại của em, để đầu liên lạc lại, bắt đầu mới quen lại. Lúc đó bao nhiêu tuổi? Lúc đó là lớp 11. Rồi từ đó đến tận bây giờ có lần nào bẵng đi nữa không? Tức là chia tay nhẹ đấy. Chia tay nhẹ? Ừ, có. Cứ là mỗi lần em hờn dỗi là em sẽ nói chia tay. Có một lần á là do ảnh về rất là ít thời gian nên là em phải tranh thủ thời gian đi gặp ảnh. Ví dụ như là ngày đó không đi học thì em nói dối là đi học, sao em hẹn ảnh đi chơi. Thì xong rồi ba mẹ phát hiện ra,
ba mẹ mới lôi về, ba mẹ cũng cũng la cũng đánh á. Mọi người thì nói là điện ảnh ra rồi xin lỗi ba mẹ một câu hay như thế nào đó, nhưng mà em đừng có cho ra mất công mà hai người lại xích mích với nhau. Quen thì quen được một thời gian thì em đi học ở ngoài Hà Nội tới 5 năm. Cho nên cơ bản là yêu xa, hè với Tết một lần về thì được khoảng có 15 ngày thôi. Vậy là năm bao nhiêu tuổi là hai bạn quyết định là đến với nhau? Em cũng không nghĩ đến chuyện kết hôn, chỉ là bữa đó ảnh sau cái đợt chống dịch về thì ảnh cũng để dành được một số tiền thì ảnh mới nói thôi bây giờ có tiền thì hai mình cưới nhau đi. Chừng nào để dành đủ tiền để cưới, thế là cái nó cưới thôi. Là ra hỏi rẹt 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 cái cưới cái gì xong vậy là cưới. Nhanh không anh? Cái xem dễ chịu vậy. Hiện tại thì vợ đang ở trọ bên đây. Quá trình đi về thì em đi về, còn vợ thì gần trường. Hai vợ chồng thì chỉ có đi ăn thôi, và đi ăn là lúc nào anh cũng rủ vợ ơi nhậu hay không, anh có hay rủ em nhậu, là có nghĩa là uống vài lon để cho nó mát thì thôi. Hay nhờ hai vợ chồng mà nhậu được cùng nhau là rất hay anh ạ. Thì là được trò chuyện rồi chia sẻ cái sở thích chung. Em với chồng em có nhậu với nhau không? Em không biết uống gì hết. Nhưng mà đến lúc mà chồng em nhận nhiệm vụ là phải ra Bắc, trong cái mối quan hệ của hai đứa thì có những cái khó khăn gì không? Nghĩa đó là chính là khoảng cách địa lý á. Tại vì em là mới học sinh cấp 3 thôi, cũng không có thể nào có điều kiện để ra ngoài Bắc. Rồi còn ảnh thì đi học ở xa, một năm về được 2 lần Tết và hè. Nên là tụi em cũng ít gặp nhau, với lại trong đó cũng không được xài điện thoại, nên là ảnh cũng ít liên lạc về với em. Thì nói chung là một do khoảng cách hết. Nhưng mà rồi cũng thời gian cũng qua đi nên là vẫn bình thường. Trời ơi em nể quá à, sao mà duy trì được anh ha. Ủa em có đưa chồng em ra có, sân bay không? Có. Còn cái giây phút đó cô quyến luyến bị gì? Có quyến luyến không? Dạ có. Nói chung là em đưa ảnh ra sân bay được 10 lần á. Lần nào em cũng đi, tụi em đi xe máy ra, xong rồi em đi xe máy một mình về. Nói chung lúc mà mình đi á, thì mình cũng có cảm giác có luyến luyến, nhưng mà lúc về một mình á, mình cũng hơi buồn, hơi tủi. Có một đợt là em đưa ảnh ra sân bay vào lúc 2-3 giờ sáng. Tại vì ảnh đăng ký mấy cái giờ đó thì nó vé nó sẽ rẻ so với những lúc mấy. Ảnh đăng ký mấy giờ đó thì em cũng cố gắng đưa ảnh đi. Nhưng mà có cái đoạn đó là bữa đi trên đường Phạm Văn Đồng á, tự nhiên cái xe nó sẽ bánh. Mà ảnh thì gần tới giờ bay rồi, em mới nói anh xuống bắt anh taxi anh đi tới sân bay trước đi, còn xe để em lo cho. Thì ảnh lúc đó anh đi anh cũng buồn. Với cảm giác của Quân như nào? Chắc thì lúc đó mình rất là tội cho vợ. Mình đi bỏ vợ mà lúc đó 2-3 giờ sáng mình đâu có đường nó vắng tanh. Đúng rồi. Mà muốn giúp đẩy xe thì nó lại muộn giờ bay. Với lại lúc đó gia đình em hoàn cảnh đang khó khăn nên mà đổi giờ bay, một là nó sai cái giờ ra trường của đơn vị quy định rồi, hai nữa là đổi giờ bay thì lại tốn tiền. Nên cuối cùng thì cũng đành nén lòng lại đi thôi. Rồi có thể chia sẻ một chút về cái thời điểm hai người kết hôn với nhau không? Dạ lúc kết hôn thì em cũng sợ là ba mẹ không đồng ý. Một phần là lấy bộ đội thì ba mẹ sợ con gái sẽ khổ. Đúng rồi. Là ba mẹ không cho, ráng đi cho ba mẹ thuyết phục để ba mẹ đồng ý. Thì thôi ba mẹ thấy hai đứa cũng quen lâu quá rồi, thôi nó thương thì thôi gả đi. Cái phần này là phần mà các đôi thích nhất trong chương trình Vợ Chồng Son. Không biết là hai em có xem chương trình này mà có biết cái phần này không? Dạ, phần này gọi là phần nói mà. Xấu dạ. Nói xấu nửa kia. Ai nói trước đây ta? Thôi em nhường cho chủ cột gia đình. Cái thói quen tập thể dục á, em nó hay kêu vợ tập thể dục, cái ráng tập thể dục, một là sức khỏe, hai là cải thiện vóc dáng, rồi mình tự tin hơn. Sức khỏe mình sẽ tốt hơn thì em kêu. Nhưng mà vợ cứ để em đăng ký tập yoga thì được tuần xong lại nghỉ. Nhưng mà có tập không em? Đi bộ thì cũng đi được ngày, 2 ngày sau cũng bỏ. Em có hay tạo bất ngờ cho vợ không? Em cơ bản là em mua tặng quà những cái em tự làm. Như em làm mấy cái quan tâm, em làm thành cái mô hình trái tim hay là cái ngôi nhà. Thì đó, hoặc là em làm cái sổ tay hoặc là một cái túi sách. Đến lượt em phát biểu. Thì nói chung là anh có 2 điểm mà em không thích. 2 điểm? Có lẽ là khi mà kết hôn rồi, khi mà có được nhau rồi, hình như anh hơi vô tâm một xíu. Vô tâm. Có thể là anh đi làm cả tuần mệt về, nên là cái cuối tuần á thì anh chỉ muốn xả thôi, anh chỉ xem hoạt hình, chơi game gì đó, anh không quan tâm đến người xung quanh. Còn em thì lại quan điểm khác, là anh có thể làm việc bận rộn cỡ nào nhưng mà khi về nhà thì phải dành thời gian cho vợ cho con. Em cũng không bắt anh làm gì hết á, nhưng mà chỉ là đơn giản thôi, anh phải đặt cái tâm bỏ người vợ chứ không phải là ở cái điện thoại. Đúng vậy. Bây giờ hai vợ chồng cùng tập thể dục. Đúng vậy. Đó. Cái thứ hai là em cảm giác như hình như anh hơi có tính con nít.
không có suy nghĩ là ví dụ như là hôm nay còn bao nhiêu tiền gì đó, chỉ cần là em đi chơi em lo là anh sẽ đi với em, không cần phải suy nghĩ cái vấn đề kinh tế gia đình gì hết. Không có lo xa, không có lo xa, chỉ nghĩ vô tư vậy thôi. Vô đi, tư đi, hồn nhiên như một em bé. Nếu như mà gặp cô vợ xả láng là coi như là luôn. Là sáng không còn gì luôn. Rồi nói luôn đi, mong muốn thay đổi điều gì? Mong muốn hả? Thì nói chung là em mong muốn ảnh là có thể công việc ảnh bận rộn, ảnh ăn có tuần trực á, ảnh muốn làm gì ảnh làm, nhưng mà khi về nhà thì đặt tâm ở vợ con. Tại vì khi xa nhau thì người phụ nữ cũng khổ thật, nhưng mà đến lúc về thì em chỉ mong là tâm mới đặt ở người phụ nữ. Nhiều khi họ thích chơi game là để họ giải tỏa cái stress trong tuần thôi, nhưng không phải vì thế mà họ không yêu mình. Mình phải rõ ràng nha, cái gì nó phải đúng. Anh không biết là các bạn có điều gì muốn dành cho nhau hay không, có thể là một lời nói, một cử chỉ hay một hành động gì đó. Đứng lên đi, đứng lên đi, đứng lên nào, đứng lên. Trước mặt mọi người mình có thể ôm nhau một cái thôi cũng được, nhưng mà để thể hiện cái sự trân trọng dành cho nhau. Em thì cũng sẽ cố gắng, mình sẽ thay đổi, sẽ cố gắng mình hoàn thiện những cái thiếu sót của bản thân mình. Từng một cái ôm. Xin cảm ơn hai vợ chồng hôm nay đã đến đây chia sẻ câu chuyện tình yêu và cũng như là đời sống hôn nhân của hai bạn. Ha, đầu tiên thì xin mời mình giới thiệu họ tên, công việc, tuổi tác, quê quán của mình trước nha. Rồi. Anh tên là Võ Đăng Khoa, sinh năm 1978. Dạ. Nghề nghiệp của anh là đầu bếp. Ồ, đầu bếp gì anh? Nấu món gì á? Anh đầu bếp chuyên về món Á. Ừ, anh nấu ở đâu ạ? Anh hiện tại anh đang làm việc ở Phú Quốc. Ở làm Cấp Treo. Phú Quốc Cấp Treo, Phú Quốc. Anh quê anh thì ở đâu? Quê anh thì ở Gạch Giá, thành phố Gạch Giá. Dạ. Rồi, anh nói một chút đi, điểm mạnh, điểm yếu, rồi đường tình duyên của anh giùm em nha. Anh thì điểm mạnh anh thì anh hiền lành, biết nấu ăn, thích thể thao. Còn điểm yếu của anh thì hay quên. Ừ, trời, nấu ăn mà hay quên nữa hả? Rồi không, có quên công thức nấu không? Không, công thức nấu quen rồi. Kiểu như là giống như là mình cái chuyện như chuyện gì đó mà hay quên tí xíu mà mình phải nhớ lại rồi chứ không quên luôn. Dạ. Yeah. Yeah. Anh này nấu ăn 18 năm rồi. Anh làm đầu bếp 18 năm rồi. Nhưng rồi, mà mạnh 18 năm. Ừ. Anh món Á là nấu những món gì đâu anh kể thử mẹ em đi. Món Á thì nấu giống như mấy cái tôm đòn, xếp tôm đòn rồi đó, canh chua các hạt tổ rồi mấy cái nấu anh làm nhà hàng. Nói chung tất cả nhà hàng đều món Á là anh làm hết, điểm tâm rồi anh làm hết. Rồi anh bây giờ đã từng kết hôn chưa, anh nói đường tình duyên của anh giùm em. Nhìn anh thì anh đã kết hôn rồi, anh hiện tại có 3 đứa con, mà anh chia tay vợ anh năm 2010 tới bây giờ. Con thì sao anh? Con thì anh nuôi 3 đứa ở với nội. Vợ không nuôi ai hết vậy? Vợ thì lúc mới anh chia tay vợ anh bỏ đi, mà giờ một năm sau là vợ anh mất, anh nghe tin là vợ anh mất rồi tới giờ luôn. Vậy là giấy đăng ký kết hôn này kia thì sao? Lúc đó là anh không có làm giấy đăng ký kết hôn, giống như là hai đứa quen nhau. Nhưng mà sao đang ở 3 đứa con mà tự nhiên bỏ đi là sao? Cái đó là do gia đình đi nước ngoài á, thì tự nhiên cái cũng có lục đục rồi đi xong rồi đi Malai rồi xong rồi đi Úc rồi anh nghe nói là năm sau là mất luôn, bệnh mất. Có nghĩa là chỉ giống như chỉ đẻ em bé sao á, rồi không biết giống như bị chết sao á. Trầm cảm rồi đó đúng không? Trầm cảm là cái bỏ đi, tự nhiên bỏ đi, anh có không hiểu tại sao luôn. Rồi bên vợ anh thì bà mẹ vợ thì bà cũng giống như người không được đàng hoàng á, cũng suối này suối nọ rồi đi. Rồi nhưng mà cái cuộc sống vợ chồng á thì anh có nhận ra không, có nhận ra là lý do gì mà nó không vui mà cổ đi đồ như vậy không, stress đồ đó? Cuộc sống vợ chồng thì chắc bên vợ anh bị áp lực về kinh tế quá, về tài chính quá, tại lúc đó anh vừa làm mà vừa mở quán nhậu á, rồi nghĩa là thời điểm đó cũng khó khăn đó, rồi
vừa nuôi con nữa rồi kinh tế không đủ, chắc không đủ rồi. Tại vì bên mẹ vợ thì là dạng như mà cái nguồn mà gửi về cho bả là vợ anh chỉ là con một á, ví dụ cũng khó khăn gì là chính rồi cái gì, giống như bên mẹ vợ suối đi tầm bậy tầm bạ vậy đó. Rồi bây giờ anh làm ngoài đó mà ly vậy coi như là đi vậy là bao nhiêu lâu rồi anh? Anh đã làm bên Phú Quốc thì 9 năm rồi, nhưng mà anh vẫn đi đi về về thăm con anh. Rồi con là ông bà nội hả? Ông bà nội lo hả? Hiện tại giờ con cũng lớn rồi, con lớn, đứa lớn là 24 tuổi rồi, cũng năm nay tốt nghiệp đại học. Rồi đứa thứ Học hai nhiêu tuổi? đứa thứ hai là 10 17 tuổi, năm nay lên lớp 12. Còn bé bé gái út thì năm nay lên lớp 10, 16 tuổi. Cũng lớn Rồi mà rồi mấy đứa. anh không có tìm được ai hết hả? Rồi anh có người nào làm quen đồ không trong cái thời gian này không? Tại vì anh chỉ nghĩ là anh, lúc trước đó, là chỉ nghĩ là để nuôi mấy đứa nhỏ cho nó lớn cho nó học cho nó, chứ anh không có nghĩ tới cái vấn đề mà cưới thêm vợ. Bây giờ về đây nó lớn rồi thì cái anh suy nghĩ lại cũng có cần người đồng hành trong cuộc sống sau này nữa. Bây giờ anh thích Tại vì cái môi trường anh làm việc á là ít ít có khi nào mà thời gian lúc anh làm suốt luôn, mà anh đâu có thời gian để anh đi tìm hiểu ở ngoài đâu, chỉ vòng vòng trong nhà hàng thôi. Mà nhà hàng thì rồi mấy đứa nó nhỏ nhỏ tuổi không, mà nó kêu bằng chú không mà nói rồi bây giờ anh thích tìm một người như thế nào anh mô tả kỹ giùm em nào, ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán luôn nha. gì. Một người phụ nữ thì giống khoảng tuổi 35 trở lên, rồi công việc thì ổn định, thì tính tình thì hiền lành và biết chăm lo về gia đình, biết 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 tôn trọng người lớn vậy. Rồi, Còn ngoại ly hình thì hôn rồi này kia thì sao được không? được, thì mẹ ví dụ là ly hôn rồi vẫn được, có con cũng vẫn gì vậy vẫn được. Rồi Còn gì nữa không anh? Tuổi tác thì sao ạ? tuổi thì từ 35 trở lên đó. Lớn hơn anh 1-2 tuổi được không? Đó là tuổi chắc cũng được mà. Có sao đâu, Ừ, cũng được. đâu có nhìn nó không Yeah. chênh lệch là được rồi đúng không? Nhưng mà tốt nhất là nhỏ hơn anh 1 tuổi, 1 tuổi 2 tuổi, tại vì tuổi anh tuổi con ngựa, tuổi anh học tuổi con dê với lại con Trời coi cọp, con tuổi ra, hồi xưa lấy vợ có coi tuổi không? tại vì anh không chưa anh không có tuổi, mà tại vì vô tình anh coi tử vi á, anh coi trên mạng á, thấy nó làm gì. Ôi được thì tốt, không thì thôi, do mình sống với nhau thôi mà. Đúng rồi, Thấy không? em Rồi nói em chung cũng là lưu ý, anh không quan trọng, nói chung anh không là quan em nói chung em cũng lưu ý cái đó lại nha, để có gì thì rồi anh còn anh ở đó xa vậy rồi bây giờ cô này ở đâu được? anh đó hả, thì chắc cũng trong thành phố giá em Vậy chứ, hả? Rồi giờ tại nếu vì mà lấy nhau rồi hẹn hò rồi anh đi đi về về hả? đúng rồi, tại vì anh từ tại bên bên đảo đi về đất liền khoảng 2 tiếng rưỡi, có thể là sáng đi chiều về Rồi, ok anh. Nếu được, được tại chọn thì chương trình sẽ liên lạc với mình rồi trao đổi thêm nữa anh ha. Mình dạ dạ mình sẽ vào thành phố Hồ Chí Minh để mình ghi hình, được đúng không anh? đúng được được Ủa, em, nhưng mà anh xin anh cao mét bao nhiêu á? anh 171 nặng 72 kg. Ok. Rồi, cảm ơn anh nha. Rồi đầu tiên là mời mình giới thiệu và họ tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha. Phan Hữu Lộc sinh năm sinh ngày 8 tháng 1 năm 1991, quê quê quán Nghi Văn, Nghi Lộc, Nghệ An, đang làm việc tại Đà Lạt, Lâm Đồng. Em làm gì ở Lâm Đồng? Dạ em đang làm vườn chị ạ, làm vườn làm bông chạy xe ạ. Là em làm cho người ta hay là của em? Vừa làm hai anh em làm bông hoa thì làm cho em trai, làm vừa làm cho em. Là em ở trên Lâm Đồng mà em có nhà trên đó chưa? Dạ chưa chị, nhà dạ chỉ có xây nhà, bố mẹ để chia đất cho thì xây nhà ở quê thôi chị. À, hồi nãy em nói là quê em ở đâu?
ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An ạ. À, rồi em lên Lâm Đồng lâu chưa? Dạ, em lên Lâm Đồng được 6 năm rồi ạ. Ừ, ở Lâm Đồng 6 năm rồi. Vậy thì là hồi giờ là ở em là đã từng lập gia đình hay gì chưa? Dạ, chưa ạ. Chưa từng lập gia đình nhưng mà trải qua mấy mối tình rồi em chia sẻ nha. Quen bao lâu trong chia tay? Dạ, chưa có yêu gì ạ. Là hồi giờ chưa từng yêu ai luôn? Dạ, chưa. Trời ơi, là em không thích người ta hay người ta không thích em? Gần đó nó hơi buồn ạ. Dạ, chị bật là lý do vì sao mà hồi giờ chưa yêu ai? Dạ, hồi trẻ cũng làm ăn buôn bán bông hoa rồi có tiền rồi chơi bời nhiều quá rồi chưa có yêu gì. Ừ. Rồi xung quanh em là cháu em hay gì vậy? Quá trời nít luôn. À, dạ, của chủ nhà, hôm nay em đi cắt bông trên chủ nhà. À, nhưng mà em ở Lâm Đồng mà nếu mà tham gia ở Sài Gòn em có vào đây được không? À, dạ, sao ạ? Em có vô Sài Gòn để mà ghi hình được không á? Mấy đứa từ cho chú xin 5 phút nha. Ý là chị hỏi là nếu mà có người phù hợp á thì em có vào thành phố Hồ Chí Minh để quay được không? Dạ được chị. Ừ. Rồi bây giờ em nói về bản thân em một xíu đi. Điểm mạnh, điểm yếu, tài lẻ gì không? Thì em không biết em có điểm mạnh, điểm yếu gì nữa. Em thì hòa đồng về gần, có hơi nóng tính. Tuổi trẻ thì có điểm yếu, tuổi trẻ có hơi chơi bời một xíu. Chơi gì em? Dạ em chơi game, đi ba đi du lịch. Ừ, đi ba đó hả? Dạ. Có chơi thuốc gì không? Dạ không chị. Ừ, không có chơi thuốc không? Dạ không. Ừ. Rồi giờ em mong muốn tìm mẫu bạn gái làm sao? Dạ, chỉ ưng em là được rồi chứ không quan trọng là thế nào cả. Nhưng mà ví dụ em thích bạn gái ở đâu, khu vực nào, tuổi tác làm sao? Tuổi tác thì hiểu là được thôi. Một khu vực thì người miền Trung thì càng tốt, không thì đâu cũng được. Các bạn là phù hợp với công việc của mình chứ. Ừ. Là bạn gái ở đâu cũng được đúng không? Ví dụ bạn gái đang làm công nhân trong Sài Gòn vẫn được đúng không? Dạ. Ừ, rồi còn yêu cầu gì đặc biệt của cô này không? Dạ không ạ. Sao mà đơn giản dễ vậy trời. Rồi ok. Giờ bao nhiêu triệu người ấy vậy thì mình đơn giản càng dễ thôi chị. Ừ. Đúng đó là được rồi. Rồi nếu mà em được chọn thì chương trình sẽ thông báo lại cho em biết nha. Rồi có người phù hợp thì chương trình sẽ báo đem sắp xếp vào đây em tham gia. À, dạ dạ. Rồi ok, chào em nha. Dạ, em cảm ơn chương trình.